Dạ, đến hẹn lại lên Đồ Nhà Thanh Huyền lại được gặp các bác trên kênh YouTube Đồ Nhà Thanh Huyền. Hôm nay thì Đồ Nhà Thanh Huyền giới thiệu các bác một cái em nồi cơm đến từ thương hiệu Vua Đầu Bếp Jojirushi với mã là NP gạch ngang GA05. Em này là một cái em nồi cơm nửa lít các bác nhé. Phù hợp cho nhà bác nào ít người, 1 đến 3 người ăn thoải mái luôn. Công suất là 700W, chỉ cần cắm qua cái đổi nguồn 1000V A là chạy thoải mái rồi. Rất là gọn nhẹ mà chế độ nấu thì rất là đa dạng, có chế độ nấu cơm ngon, nấu cháo, nấu nhanh, nấu gạo lứt hay gạo nâu hay gạo lứt nảy mầm đều có hết luôn. Và đây là cái kết cấu ở bên trong của em nồi này, cái xoong của em nồi này rất là bóng luôn, bên trong này rất là sạch sẽ luôn nhé. Răng này, và cắm điện vào thì nồi sẽ hiển thị như thế này. Chúng ta sẽ có thể lấy lại giờ bằng cách là ấn và giữ nút giờ này. Đó. Để chỉnh cho về chuẩn giờ của Việt Nam mình. Ok. Nấu nhanh này, nấu cháo này. Các loại luôn. Và mặc định là chế độ nấu gạo trắng nấu ngon. Chúng ta chỉ việc ấn nút nấu thôi nha các bác. Là sẽ để cho nồi tự hoạt động, và sau khi nấu xong thì nồi sẽ tự về chế độ ủ sáng đèn ở bên này cho chúng ta ăn cơm, luôn giữ nóng cơm cho chúng ta. Rất là hay đúng không? Rất là tiện lợi luôn ạ. Mà giá cả thì vô cùng là phải chăng, chỉ với 700.000 đồng mà chúng ta sở hữu ngay một cái em nồi nửa lít này. Cái dòng nửa lít này ở bên Nhật khá là ít các ạ, nên là tại Việt Nam mình không, số lượng không phải là nhiều. Đó. Giá này thì chưa bao gồm phí ship và bộ đổi nguồn. Ưu tiên bác nào chuyển khoản hết thì sẽ hết trước khi đóng hàng gửi đi thì sẽ được bao ship toàn quốc các bác nhé. Chuyển khoản hết trước khi đóng hàng gửi đi. Vâng, mời các bác liên lạc với Đồ Nhật Thanh Huyền qua số điện thoại 0936 811346 hoặc 0901 218555. Bác nào mà đã ưng ý rồi thì hãy bốc máy ngay lên và liên lạc ngay với Đồ Nhật Thanh Huyền nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhật Thanh Huyền.